Xin chào bạn Tiểu, có chữ tên chữ tàu tôi không thể đọc được, nhưng mà Thiện Lương thì hiện tại đang chuẩn bị trận đấu của mình ở nhánh thua. Trời ơi Tuấn con. Vâng ạ, con này thì thủ thôi. Con này nhịn đi ạ. Vâng, nhưng mà anh Nguyễn Tuấn bảo là không. Nguyễn Tuấn vừa có một cú chém con bi số 7 quá hay. Vâng, đây là một cú chém nổi danh, nó gọi là mang thương hiệu của anh Tuấn. Và tôi nghĩ anh đã đánh lại được cú này rồi thì sự tự tin nó trở lại với anh rất là nhiều. Vâng, đây rồi. Anh em có thấy may mắn không ạ? Quá là may mắn khi mà đánh từ con bi số 8 nó va vào con bi số 9 ở góc độ vừa rồi. Đây rồi. 2-0 luôn với anh Tuấn. Vâng, chém mỏng chưa bao giờ là vấn đề đối với cả Nguyễn Anh Tuấn cả, mà đấy gọi là sở thích. Thì vô địch của giải đấu này được tiền thưởng là 60.000 đô. Vâng ạ, anh Tuấn điều cái má gì cho bi số 5 này. Lực Trời ơi. Vâng. lực của anh Tuấn vẫn rất là thiếu kiểm soát. Hơi mạnh một chút, nhưng mà mong là cơ thủ nước nhà sẽ làm được. Vâng, Ua. quá hay. Cái độ chính xác là 100% rồi. Nhìn Nguyễn Anh Tuấn đánh làm tôi luôn luôn nhớ đến Efren Reyes, một người huyền thoại luôn đưa mình vào thế khó và tự thoát ra. Và chúng ta vẫn nói đùa với nhau là ông cứ cố tình thế để trở thành huyền thoại. Vâng, và xong rồi thì những cái bài phỏng vấn thì ông ấy lúc nào cũng bảo là tôi gặp may mắn. Vâng. Không biết là ý của thầy Reyes là như thế nào. Rồi, 99,99% rồi. Và bây giờ thì nó thành 100%. Nguyễn Anh Tuấn đã chính thức vươn lên dẫn trước với tỷ số 6-4. Của mình từ ý chí, thể lực, kỹ năng và tâm lý. Và đấy chính là những cái thứ để chúng ta khắc phục. Rất tốt, Nguyễn Anh Tuấn. Đây là bi mà tôi nghĩ đây là một 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 viên bi cởi tất cả mọi thứ rồi, cởi tỏa giải tỏa tất cả mọi thứ tâm lý rồi. Vâng ạ, có thể là vào hơi nhanh nhưng mà nhìn cái nhịp này là ổn Và này các nhịp bạn này này. ổn, nhịp chủ động này ổn. Và nếu Nguyễn Anh Tuấn đi hết bàn vào này thì tôi nghĩ là tâm lý của Billy Thor sẽ rất nặng. Vì vừa nãy Nguyễn Anh Tuấn đánh một bi rất khó trong một cái thời khắc mà tôi nghĩ là thời khắc cực kỳ căng thẳng đối với Nguyễn Anh Tuấn. Mặc dù là đây, ở đây các bạn có thể thấy là Nguyễn Anh Tuấn đánh tương đối là nhanh, nhưng mà nhìn cái nhịp trông nó ổn. Thế là các bạn hiểu được rằng là Nguyễn Anh Tuấn đang ở trong một cái trạng thái nó rất là ổn. Vâng, và Nguyễn Anh Tuấn mở má xác định lực để đánh mở má con 7 đến con 8 cũng rất là đẹp. Vâng, lực tốt lắm rồi. Vâng ạ, nhưng mà con này nếu mà không thẳng thì sẽ là hay hơn. Vâng, bây giờ là thì lại phải đánh con bi 9 vào lỗ góc bên kia rồi. Vẫn hơi vách đấy anh. Mà không sao. Góc mở rất là đẹp. Vâng, vẫn là ổn. Vâng. Vâng, và 8-6 chính thức là Nguyễn Anh Tuấn lên điểm hưu của trận đấu. Vâng, Nguyễn Anh Tuấn đã lên điểm hưu của trận đấu rồi. Đẩy lên và ăn lỗ 4 cùng lỗ với góc với 3. Vâng, Vâng, hay. đấy. Vâng, quyết định là cắm. Vâng. Rất may cho chúng ta là đấy là thế bi phải phải làm quá nhiều thứ. Và đấy mới chính là thế bi mà Nguyễn Anh Tuấn thích. Nếu đánh dễ thì chưa chắc đã đánh được như vậy. Vâng ạ, còn mấy con bi ở trên bàn thôi. Vâng, 5 còn con mấy. bi ở trên bàn. Chỉ còn 5 con bi nữa thôi, tất cả đều mở rồi. Vâng, hãy cẩn thận một chút khi mà lấy má ra con bi số 6, bởi vì con bi số 7 Anh Tuấn ơi. không còn đường vào lỗ góc gần con bi 8 kia đâu. Vâng, cửa vào 164 là thênh thang lắm rồi. Rồi, 6. Vào đâu? Đừng có côn băng là được. Quá đẹp. Quá đẹp. Lực của anh xuất sắc. Tôi nghĩ là không còn cơ hội nào cho Billy nữa rồi. Billy Thỏ đã đi rồi. Và Nguyễn Anh Tuấn đã vào rồi. 8. Vâng, chúng ta có nhìn thấy cờ Việt Nam ở góc phải không? Vâng.
Và xin chúc mừng Nguyễn Anh Tuấn, người thứ hai của đội tuyển Việt Nam đã ghi tên mình ở vòng loại trực tiếp 64 người. Không nhá các bạn nhá. Rất hay, một cú đẩy cực tốt của Nguyễn Anh Tuấn. Điều viên bi mục tiêu số 4 hơi xa một chút. Vâng, như vậy là dựng cao gậy lên rồi. Mân quánh tâm bi để dưới tâm bi một chút. Giữ viên bi cái ở lại khu vực giữa bàn. Uầy, quá chính xác luôn các bạn ạ. Cú phóng ngọn hết tay cực kỳ hay của Nguyễn Anh Tuấn. Đóng đinh viên bi cái đứng im tại chỗ ở khu vực giữa bàn luôn. Cực kỳ tuyệt vời. Một khởi đầu với rất nhiều những con bi mang đậm thương hiệu của Tuấn Con. Khởi đầu với viên bi mục tiêu số 2, A1 băng kiểm soát để điều viên bi số 3, và sau đó là đến viên bi mục tiêu số 4 cực kỳ mạnh mẽ, và bây giờ là cơ hội đứng trước viên bi số 9 đây. Tỷ số là 1-0 dành cho đại diện của Việt Nam. Quá tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với cú đề ba tiếp theo của Tuấn Con ở trong ván thi đấu số 2. Rồi, một lực đánh rất tốt và ép chết được viên bi mục tiêu số 1. Đây, một cú golden break tuyệt vời. Quá hay các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng xem lại cú quay chậm. Cú đánh này là viên bi 9 nó có chết bằng việc va chạm vào viên bi nào đây? Như vậy là cái đã gõ vào đầu bi số 9 và cân bi số 9 một băng vào đúng lỗ 10 phía bên tay trái. Rất hay. Ăn được bi nào không các bạn ơi? 2, 4, 6, 8. Ăn được một bi rồi. Bi số 2 bi. Vâng, bi số 1 nằm ở vị trí trước mặt bi cái. Phá cũng không thua kém gì Joshua Filler. Rồi, tuyệt vời. Vị trí đẹp nhất dành cho viên bi số 2. That win for Kakaris, by the way, means he'll play Kim Sugarmark of Norway in the third round on the loser's side. Yeah, Joshua's playing winner's qualification, so the loser this điều động mượt lắm các bạn ạ. Thực sự nhìn mà xem Tuấn Con quánh cũng đã mắt mà. Getting from 256 players in a double elimination format, that's what we call it. Until we get 64 players left, then is single elimination all the way through. So what we have after 256 is 32 winners. Còn 4 bi thôi. Điều này là không khó, tuy nhiên sẽ phải mở mã bi số 7 thật sự chi tiết đây. Alvin Ocean. Yeah. Doesn't get any tougher. It's a must win match. And obviously Filler won't see it this way, but for the rest of us I think we'd quite happily see it go that way. Filler. Rồi, anh Tuấn mở như thế này sẽ kéo về đây. Yeah, we'll be down to that final 64 các bạn ạ. By tonight. Bit of a change in format from last year. Vẫn rất tự tin. Inaugural UK Open, we had a 16 player single elimination stage, but this has now fallen into line. Quá như thế cơ mà. Anh em cứ bình tĩnh tự tin lên tôi xem nào. You have to say, overall, apart from that missed four ball from Wen Antoine in the third rack, this match has been about as high quality as you could ever hope to see. And it's still very much. Rồi, tỷ số là 4-5 và Joshua Filler đã va chạm với bi số 5 rồi. This is a test of queuing. The only good thing he's got in his favor. Hơi khó một tí ở tình huống này rồi các bạn ơi. Như vậy là sẽ đánh viên bi số 4 này luôn.
Bi cái xả một cái đường ra vách một cái cự ly chéo ra cái viên bi số 5 mà như anh Tuấn vừa có đò ấy. Cố lên. Rồi. Qua đẹp mắt luôn. Thật sự là một con bi xứng đáng của anh Tuấn các bạn ạ. Cự ly tầm xa xử lý đầu gậy và cái quỹ đạo của bi cái rất hợp lý. Quá mềm mại. Mà nói gì mà nói thì con bi số 5 đấy cũng không phải là con bi quá dễ dành cho Joshua Filler. Nó phần phải kéo cái mà hơi cài chút áp phê. Lại nửa nhạnh, nửa mạnh, nửa nhẹ rồi. Công nhận, anh Tuấn đây đánh gây tê anh em kinh khủng luôn. Toàn điều ra những cái má bi gây hồi hộp, sau đó là đánh chết. Quá ghê luôn. Cú đánh rất gây nghiện của Nguyễn Anh Tuấn. Rồi, tỷ số là 6-5 dành cho đại diện của Việt Nam. Thật sự là tuyệt vời. Wow. Rất hay. Just making sure maybe he pulls the cue ball back far enough away from the nine, yeah. There's the pace. A little bit of distance, which should be fine. I can just front. Front. Rồi, rất chính xác. Chắc chắn tỷ số sẽ là 7-6 dành cho Nguyễn Tuấn các bạn ơi. Hay, bản đấu rất hay. Rất bình tĩnh, tự tin. Rồi, rất hay. Vẫn xử lý rất tỉnh táo ở tình huống bi then chốt như vậy là chúng ta vẫn còn tí hy vọng dành cho Tuấn Còn các bạn ạ. Nếu như ở tình huống bi trước đó mà Nguyễn Minh Tài thực hiện một cú thủ thành công thì cái quyền chủ động trong ván này vẫn nằm trong tay của Minh Tài. Và đó là một cái điểm yếu mà cái dấu hiệu rất khó dành cho Tuấn Còn. Nhưng mà không may thì Nguyễn Minh Tài đã thực hiện một pha thủ không thành công, để lại cơ hội dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Lấy được điểm số trong ván thi đấu này chính là một cái cơ hội cực kỳ quan trọng và bắt buộc Nguyễn Anh Tuấn phải thực hiện được bằng mọi giá. Rồi, rất tốt, chắc chắn sẽ có điểm số các bạn ạ. Không thể sai sót gì nữa rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-6. Chúng ta hãy nhìn từng con bi thôi. Như vậy là bi số 1 còn đường riêng. Bi số 3 thì đang bị nằm co cụm ở vị trí với bi số 7. Đã nhìn thấy những sự sai sót trong việc xử lý trong những con bi đầu tiên thì có lẽ Tuấn Còn phải hiểu cái sự quan trọng trong cái đường điều từ 1 ra 2 này. Có lẽ những tình huống tiếp theo sẽ phải còn lằng ngoằng khá lâu đây, khi mà tôi chưa nhìn thấy cái phương án xử lý bi số 3 khả thi cho lắm. Mà cùng chờ xem những cái toan tính của Nguyễn Anh Tuấn trong tình huống này nó sẽ như thế nào. Xử lý ra sao ở tình huống bi này đây. Có lẽ sẽ là bấm cái đứng ngay cạnh bi số 7 luôn để thủ bi. Rất chính xác.
Như vậy là tình huống A băng lỗi của Minh Tài. Quyết định A công luôn vào thẳng bi má bi số 3 để cộng 6 nhưng không thành. Cơ hội giành lại cho Tuấn Con. Thực tế thì trong ván bi này, việc xử lý được chạy đạn ở bi số 3 đấy không phải là quá khó khi mà nó đang nằm ở cái vị trí hoàn toàn thuận lợi cho việc bấm đứng im để cái đuôi sau lưng bi số 7 rồi. Điều quan trọng nhất chính là Tuấn Con đã kiểm soát được cú phá bi của mình để là người quyết định chủ động trong những tình huống chạy đạn tiếp theo mới là cái điều quan trọng nhất. Có bấm giờ các bạn nhé. Sau mỗi cú đánh các cầu thủ sẽ có tối đa là 40 giây. Và trong mỗi ván đấu sẽ được quyền xin giờ một lần thôi. Hai sáu rồi. Bắt đầu có sự chệch choạc đến từ cả hai cầu thủ. Những pha lỗi bi xảy ra khá nhiều rồi. Cho dù là Nguyễn Minh Tài chỉ còn cách chiến thắng là hai ván đấu nữa thôi. Tuy nhiên là cũng rất khó để nhận định đây khi mà Nguyễn Tuấn đã có điểm số tiếp theo, tỷ số được rút ngắn là 3-7. Đây rồi. Vâng, và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị vào tay, sẵn sàng cho những đường cơ bay bổng. Một cú chặt băng tốt, tuy nhiên là sẽ bị cò tay trong tình huống xử lý con bi mục tiêu số 5 này. Sẽ phải lấy cái lết và dựng cao nó lên thôi. Tỷ số khả năng rất cao sẽ được cân bằng 1-1 cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, chính xác là như vậy, đã là 1-1 cho đại diện của Việt Nam chúng ta. Vâng, những cái tràng vỗ tay rất lớn từ các cổ động viên đang có mặt trực tiếp tại khu vực thi đấu có lẽ là dành cho trận đấu giữa Jason Shaw và Fedorov thưa các bạn. Vâng, chúng ta đã được chứng kiến những đường cơ mang đậm tính chất biểu diễn tới từ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Một tình huống ghép 28 rất hay và kiểm soát được vị trí ổn để có thể ăn được con bi mục tiêu số 2. Tuy nhiên sẽ hơi cò tay một chút. Vâng, gì đây? Đúng là một trận đấu mang tính chất giải trí cao thưa các bạn. Rồi, 5, 6, 7, 9, 4 con bi ở 4 vị trí quá đẹp và thuận đường để tìm đến nhau. Vâng, chính xác, trận đấu này là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Rồi, tỷ số đã được nâng lên là 2-1 cho đại diện đến từ Việt Nam. Rồi, chúng ta cùng xem thợ múa điều ra năm. Và một cú dựng cao đầu gậy và có một tình huống trô về tốt tới từ Nguyễn Anh Tuấn.
Thực ra là mình cũng muốn thấy có sự xuất hiện của idol Khải tóc dài mà. Đương nhiên là tất cả chúng ta ai cũng muốn. Nhưng mà đây là vấn đề bên Matchroom và bên ban tổ chức thì mình cũng như các bạn thôi. Bây giờ chắc là anh em mình phải viết một cái tâm thư gửi lên Matchroom. Đấy, xin chữ ký khoảng tầm 20.000 người. Hãy cho idol của tôi vào sân. Rồi và sẽ là 5 đều. Sau 10 rách thi đấu thì tỷ số đang được cân bằng giữa cả hai cơ thủ. Một tình huống A băng sẽ là một tình huống A băng cài rất nhiều AP phải. Rồi một tình huống A thẳng con bi chủ xuống lỗ. Vẫn ăn được cho mình con bi mục tiêu số 2 thưa các bạn. Rồi một mũi tên trúng hai đích. Đây, chúng ta cần thêm những pha xử lý như thế này nữa. Rồi một tình huống xẻ mỏng bi mục tiêu số 2 tốt. Và bây giờ tiếp tục sẽ là tình huống cho con bi mục tiêu số 3. Tình huống này có một tí cân củng gì không? Cân con bi số 3 vào cái lỗ góc bên tay phải phía xa màn ảnh. Thấp đầu gậy một chút và cái xòe đi khoảng tầm 3 băng về lại vị trí con bi mục tiêu số 4. Ồ, vậy là một cú cân vuốt má con bi số 3 để cân vào cái lỗ giữa bên phải thành băng thưa các bạn. Rất hay. Rồi với cái hình bi đẹp như thế này thì chúng ta cùng đoán xem rằng liệu Nguyễn Anh Tuấn có tự tạo tình huống cho mình hay không. Vâng, chính xác, showmatch là trận đấu này đây. Chỉ là một trận đấu tính chất giao lưu mà thôi. Thực ra là mình nghĩ là các cơ thủ họ vẫn sẽ đánh với tất cả những gì mà họ có thôi. Chẳng qua là về mặt tâm lý thì sẽ không bị đặt nặng bất kỳ cái yếu tố gì cả. Rồi, tỷ số được nâng lên là 7-6 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Ok anh em sẽ chờ những thông tin mới nhất về trận đấu giữa idol Đỗ Khải và huyền thoại FNRS nhá. Còn hiện tại thì đấy là tất cả những gì mình có, tất cả những thông tin mình có đều đã chia sẻ với anh em rồi. Còn ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu trên màn hình. Vâng, chính xác, đây là một trận đấu giao lưu thưa các bạn. Nhưng có lẽ là Nguyễn Anh Tuấn vẫn đang định thực hiện ý tưởng đó. Ồ, vậy là tình huống đó còn nguyên đường cho con bi mục tiêu số 2. Và chỉ là một tình huống dựng cao đầu gậy để thực hiện một cú đục trô. Rồi, có một chút va chạm nhẹ với bi mục tiêu số 5. Nhưng mà pha đó thì va chạm như không va chạm vậy. Lụt. Vẫn là một cú chém tốt tới từ Tuấn Con. Rồi, và chúng ta cùng chờ đợi chiến thắng. FNRS đã đứng dậy rồi. Và chúng ta đã có được cái bắt tay giữa hai cơ thủ.